Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Đội tuyển Đức đại thắng Scotland, Us và Musiala làm nên chiến tích. Us ghi bàn ngay phút 10 cho chủ nhà Đức với cú đá từ xa quyết đoán. Chỉ 9 phút sau, Musiala đã lập công nhân đôi cách biệt cho diện man sáp sau pha ra chân không thể cản pha trong vòng cấm. Theo Squawka, trước khi Euro 2024 diễn ra, chưa một cầu thủ nào 21 tuổi hoặc ít hơn ghi bàn cho tuyển Đức tại một vòng chung kết Euro. Tuy nhiên, Us trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Đức tại Euro ở tuổi 21 và 42 ngày. Trong khi đó, Musiala trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn cho Đức tại Euro ở tuổi 21 và 108 ngày. Đức cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ 21 tuổi hoặc trẻ hơn ghi bàn trong cùng một trận đấu tại một vòng chung kết Euro. Ngoài ra, cá nhân Us còn là cầu thủ Đức thứ ba ghi bàn mở tỷ số ở một vòng chung kết Euro sau Gerd Müller năm 1972 và các Hansi Rummenigge năm 1980. Đến cuối hiệp 1, Havertz đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Đức từ chấm 11m. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal hiện đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu vòng bảng gần đây nhất mà anh ra sân tại vòng chung kết Euro, lần lượt trước Bồ Đào Nha, Hungary và giờ là Scotland. Sau giờ nghỉ, Đức vẫn là đội chiếm thế thượng phong khi kiểm soát phần lớn thời lượng bóng. Hàng công của Đức vẫn thi đấu hiệu quả và có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút thứ 68. Niklas Füllkrug là người được điền tên lên bảng tỷ số sau cú sút sấm sét bên ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, đó chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này khi Emre Can ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho đội tuyển Đức ở phút 90+3. Kết quả này giúp đoàn quân của Nagelsmann có lợi thế cực lớn trong việc đi tiếp tại bảng A Euro 2024. Gặp Tây Ban Nha, Croatia như ngọn đèn trước gió. Trong 10 lần gặp nhau trước đây, Tây Ban Nha rõ ràng có thành tích đối đầu vượt trội so với Croatia, thắng 6, hòa 1, thua 3. Đáng chú ý, trong 12 năm trở lại đây, Tây Ban Nha gặp Croatia 6 lần thì 4 trong số đó là những lần đội bóng xứ Ban Can phải ôm hận. Chuỗi 6 trận đấu nói trên được khởi đầu bằng thất bại 0-1 của Croatia trước Tây Ban Nha ở vòng bảng Euro 2012. 4 năm sau, Croatia đòi được nợ khi thắng lại Tây Ban Nha 2-1 tại vòng bảng Euro 2016. Kể từ đó, hai bên còn gặp nhau thêm 4 lần. Croatia thắng được duy nhất một trận chẳng mang nhiều ý nghĩa, 3-2 ở vòng loại Euro 2020, trong khi 3 thất bại của họ lại đều mang đến nỗi buồn khôn tả. Đầu tiên là trận thua tan nát 0-6 diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 2018. Các pha làm bàn của Asensio, 33, Kalinic, 35, phản lưới, Rodrigo, 49, Ramos, 57 và Isco, 70, hôm ấy khiến cho Croatia phải nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đội bóng này. Szoboszlai sắp phá kỷ lục tồn tại 64 năm tại Euro 2024. Tại Euro 2024, 3 ngôi sao của Liverpool gồm Virgil van Dijk, Andy Robertson và Dominic Szoboszlai đều được mang băng thủ quân lần lượt của tuyển Hà Lan, Scotland và Hungary. Với riêng Szoboszlai, anh mới nhận băng đội trưởng của Hungary vào tháng 11 năm 2022 sau khi được huấn luyện viên Marco Rossi và các đồng đội lựa chọn. Và nếu ra sân ở trận ra quân của Hungary gặp Thụy Sĩ vào tối mai ngày 15 tháng 6, Szoboszlai trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Euro kể từ giải đấu bắt đầu vào năm 1960, ở tuổi 23, 7 tháng và 21 ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Szoboszlai nói, vài ngày trước, tôi được biết mình sẽ là đội trưởng trẻ nhất mọi thời đại tại Euro. Đây là một vinh dự to lớn đối với tôi, đồng thời tôi xin cảm ơn Marco Rossi vì đã tin tưởng và cho tôi cơ hội dẫn dắt đội bóng tham dự Euro. Szoboszlai không chỉ là thủ lĩnh mà còn là lá bùa hộ mệnh của tuyển Hungary. Mọi đợt tấn công của họ đều phải qua chân ngôi sao thuộc biên chế Liverpool. Huấn luyện viên Rossi giao cho Szoboszlai một vai trò tự do di chuyển vì anh cảm thấy điều đó phù hợp với mình nhất. Tôi nghĩ rằng trong tập thể này, Dominic được công nhận là thủ lĩnh của đội. Không chỉ vì cậu ấy có tố chất thủ lĩnh mà còn vì kỹ năng và đặc biệt là vị trí của cậu ấy trên sân. Chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá phóng khoáng hơn và Dominic là một cầu thủ, cùng với nhiều người khác, được tự do đi đến nơi mà cậu ấy cảm thấy mình có thể đến, huấn luyện viên Rossi cho biết. Chơi gì cũng cần có trách nhiệm, nhưng cần phải chơi tại nơi uy tín. Truy cập t.ly/kto để trải nghiệm ngay.